Hello mọi người. Um, hôm nay thì mình có nhận được một cái câu hỏi của một bạn tại vì bạn này thì bạn sử dụng cái cái tool chạy tự động tạo cái dàn không gian của mình á thì sau khi mà tạo xong cái dàn không gian á thì các bạn bạn vướng một cái vấn đề á là các cái file nó sẽ rất là nặng để khi mà các bạn tạo xong dàn không gian rồi mà mình xuống muốn quay xuống mình thao tác mình thao tác những cái phần phía dưới, những cái phần uh, vẽ những cái phần mặt bằng phía bên dưới đó. thì uh, cái máy của mình là một cái máy có thể nói là cấu hành cấu hình cũng ổn rồi nhưng mà nó cũng giật lắc. Thì có một vài bạn là máy mà nó yếu đó, thì nó là coi như là khỏi làm luôn. Thì bạn mới hỏi mình về có một cái mẹo nào mà giúp cho mình làm nhẹ file không. Thì uh, uh, cái video này mình làm để chia sẻ với mọi người một cái mẹo làm nhẹ file rất là hay. À, đó là các bạn sẽ sử dụng thêm cái chức năng quật xét đây là một cái chức năng mà à, thực ra thì thường là các bạn sẽ chỉ sử dụng chức năng này để các bạn triển khai cái phần làm việc nhóm thôi thì các bạn mới dùng tới chức năng quật xét nhưng mà cái chức năng quật xét thì nó có một cái á, là nó có khả năng là Uh, nó có khăn là nó giúp cho mình có thể bật tắt được một cái nhóm đối tượng hoàn toàn ra khỏi file luôn và mình nếu mình muốn bật lại thì mình cũng bật lại rất là nhanh cho nên là mình sẽ dùng cái mèo để mình dùng cái chức năng này để mình hướng dẫn các bạn một cái cách để mình có thể làm nhẹ file mình nghĩ đây là một cách làm nhẹ file ổn nhất thì nó sẽ như thế này vì là chúng ta sẽ sử dụng vì là chúng ta sử dụng cái chức năng quật xét cho nên chúng ta phải biến cái file chúng ta đang làm từ là cái file bình thường à, thành là một cái file central thì các bạn sẽ làm như thế này các bạn sẽ share file cho mình trước nha. Rồi, yeah, mình đặt nó là file central ha. Cái gì cũng được nhưng mà cái này thì mình đặt nó là file central. Rồi. Yeah, Rồi, mình bấm ok. Rồi tiếp theo thì sau khi mà các bạn share file xong á thì các bạn sẽ chuyển cái file này từ file bình thường thành file central bằng cách các bạn chọn vô collaborate. Các bạn chọn tiếp vô nút, cái nút là collaborate và ở đây thì các bạn sẽ chọn tại vì mình tạo file central và mình giả lập cái file này là làm việc trong nhóm nhưng mà sẽ chọn nó là file ở mạng lan cho nên bạn sẽ chọn là within your network các bạn bấm ok các bạn sẽ đợi một chút xíu nha nó sẽ uh, nó sẽ tạo cái file central cho mình sau khi các bạn tạo file central xong rồi á thì các bạn sẽ thấy có một cái bảng quật xét ở dưới này nó sáng lên thì cái quật xét này đại loại nó là một cái chức năng, mà nó giúp nó chia cái quật xét của các bạn thành chia cái file divid của bạn thành nhiều phần và các bạn có thể là tùy chọn bật tắt từng phần thì đây là một chức năng nó chỉ có quật xét thôi và chỉ có file central thôi thì đó lý do tại sao là chúng ta phải dùng cái mẹo này chúng ta phải tạo cái file từ file bình thường thành file central để chúng ta sử dụng chức năng quật xét thì các bạn mở cái bản quật xét này lên và các bạn chọn cho mình nút new ha các bạn sẽ tạo một quật xét nữa ví dụ à, tại vì mình cần tạo một quật xét để mình chứa mình chứa hết tất cả những cái file space trust này những cái phần dàn không gian này cho nên là mình sẽ tạo một cái quật xét tên là space trust rồi mình sẽ, mình đặt nó như thế này ha rồi mình bấm ok nó hỏi là mình có muốn active tiêu cái WhatsApp mình mới tạo không thì thật ra không tại vì mình chỉ muốn là mình tạo mới đó để mình đẩy những cái đối tượng vào thôi cho mình sẽ chọn là no thôi thì công việc tiếp theo là sau khi các bạn tạo thêm xong cái quật xét rồi á thì các bạn sẽ tại vì là các cái file của các bạn nặng á là tại vì nó có cái phần dàn không gian này nặng nè và sau khi các bạn dựng xong cái dàn không gian á thì thật ra là uh, các bạn cũng không có cần thiết là các bạn phải thấy nó nữa đúng không các bạn sẽ tắt nó là tới lúc nào các bạn làm ăn vẽ thì các bạn hoặc là khi các bạn xuất phối cảnh ra thì các bạn mới cần hiển thị lại nó thôi cho nên chúng ta sẽ đưa hết tất cả những cái gì mà thuộc cái phần nặng là phần dạng không gian này chúng ta đưa nó vào trong cái bảng là bạn đưa vào quật xét là space Trade. thì ở đây thì mình sẽ sử dụng mình sẽ sử dụng cách là mình sẽ chọn hàng loạt những cái đối tượng thuộc dạng không gian này và sau đó thì mình sẽ đưa nó vào là cái quật xét space Trade. thì mình chọn hàng loạt bằng cách là mình click phải mình chọn là select All in turn và in and check cái này thì nó không có riêng biệt cái cách chọn này là tại vì là mình thì mình đang muốn chọn hết hàng loạt những cái đối tượng cùng loại cho mình chọn là cái cách là select all in time. nhưng mà uh, trong một trường hợp cụ thể thì các bạn tùy các bạn các bạn dùng cách nào chọn thì tùy các bạn miễn sao các bạn chọn được những đối tượng các bạn cần cần chuyển nó vào cái word là được rồi mình sẽ chọn là in thay title set mình sẽ chọn được hết tất cả những cái đối tượng mình cần đưa vào cái word set space trade và các bạn sẽ ở bên cái bảng property thì bạn sẽ thấy nó có một option là quạt xét thì bạn sẽ chuyển là những cái thằng này mặc định nó được đưa vào sách một thì các bạn sẽ chuyển nó về là space trade rồi mình bấm lại mình đã thực hiện cái cái thao tác mình chuyển mấy cái đối tượng á mình đẩy nó vào trong cái quạt sét là space trade rồi nè đây các bạn nhìn nè những cái thành phần ví dụ như mình đang cần tại vì mình đang cần giảm cái mình đang cần là tách cái phần vàng không gian ra cho nên mình đã đưa tất cả những cái thành phần thuộc dạng không gian là vào cái và quật xét là space trust rồi ha. Đó là cái bước là các bạn sẽ đưa đối tượng vào cái quật xét mới tạo. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra thử ha. Mình sẽ kiểm tra thử là mình có thể tắt nó nhanh được không. Các bạn mở lại các bạn quật xét. Thì để mà tắt đi một cái quật xét á. Thì các bạn sẽ chọn vô. Các bạn sẽ chọn cái quật xét đó. Ở trong trường hợp này mình sẽ chọn là space trust. Sau đó là mình sẽ chọn là close thử nha. Rồi mình ok thì các bạn thấy nè, nó nó mất đi, nó mất đi tất cả đối tượng thuộc cái dạng không gian và cái file của các bạn làm theo cách này nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều tại vì á là cái quật cái set á nó là một cái cấp quản lý hiển thị mà nó chỉ thấp hơn là file thôi cho nên nếu các bạn bật tắt nó là bạn tắt là tắt hoàn toàn khỏi file luôn không có một dấu vết nào cả nếu các bạn ẩn hiện thì nó vẫn còn nằm trong file nó không nằm trong view này mà nằm ở trong view kia thì nó thực ra nó cũng không nhẹ hơn bao nhiêu nhưng mà cái quật set này là nó tắt hoàn toàn khỏi file luôn thì đó là lý do tại sao mình chọn cách này bây giờ thì mình đã hoàn thành xong cái bước là mình đưa đối tượng bộ xét bộ rồi thì bây giờ mình sẽ save cái file lại thì nó báo cái này có nghĩa là cái thao tác này bác bấm save có nghĩa là cái file này chính thức trở thành file central mình đồng ý cái chuyện này cho mình chọn yes À, sau khi sau khi mấy các bạn làm xong á, bạn làm xong cái bước này thì các bạn lưu ý là chúng ta không làm tiếp nữa mà chúng ta phải tắt file đi, đi. chúng ta phải buộc chúng ta phải tắt cái file đi. Rồi chúng ta mở lại á thì cái file mà tại vì là các bạn đã chuyển cái file đó từ cái file bình thường thành file central rồi cho nên là cái việc mở file thứ nhất các bạn phải lưu ý là các bạn không được phép mở thư mục lên, tức là các bạn không có mở cái thư mục lên các bạn click vô cái thư mục và bạn mở mà các bạn phải mở phần mềm Revit lên như thế này nè. Các bạn phải mở cái phần mềm Revit ra như thế này. Rồi sau đó các bạn chọn lên open rồi các bạn tìm về cái vị trí mà các bạn lưu cái file đây ví dụ cái vị trí cái file central nằm ở đây và các bạn ở đây thì vì nó là file central cho nên mở lên thì mặc định nó sẽ tạo một cái file local cái này thì các bạn có thể không cần quan tâm đến cái chuyện này lắm các bạn chỉ cần biết là khi mở file lên thì các bạn chỉ cần là các bạn cần phải chọn open phải các bạn mở file trên thư mục chứ không được mở click vô thư mục mở trực tiếp file lên nha rồi các bạn chọn create local thì cái thao tác rồi local nè lần đầu tiên các bạn mở lên thì nó không hỏi gì nhưng mà nếu có lần thứ hai nó mở lên á thì tại vì local là một cái file nó được chép về máy mình cho nên á là nó sẽ hỏi là các bạn muốn lưu đề không thì uh, t cái này thì do là các bạn đang giả lập cho nên các bạn cũng không cần các bạn phải lưu thôi từng ngày cho nên là nếu mà lần thứ hai lần nào mình lần này mở các bạn chọn Open thì nó không hỏi gì hết nhưng mà lần thứ hai nếu nó có hỏi thì các bạn cứ chọn là override là được các bạn không cần phải tạo nhiều file local làm gì tại vì mình đang giả lập thôi và các bạn lưu ý là để thực hiện được cái việc là tắt luôn những cái quật xét tức là các bạn muốn là khi các bạn mở lên là trong cái file mà nó không xuất hiện cái phần dàn không gian tức là phần gây nặng file á thì các bạn sẽ chọn một cái nút là specify rồi các bạn chọn là open và các bạn sẽ thấy là trước khi open lên thì nó sẽ hiện cho các bạn cái list những cái word set Thì mình là mình đang muốn tắt luôn cái space chat thì ban đầu cho nhẹ file Thì mình sẽ chọn là close Rồi mình chọn là ok đây là cái file của mình đây là cái file của mình thì nếu mà trong quá trình sau này các bạn khi các bạn tắt các bạn đã lấy cái phần space chết ra rồi á tức là các bạn không mở nó rồi á thì các bạn thấy là cái file này rất là nhẹ nó nhẹ hơn rất là nhiều khi các bạn có phần space chết này và sau này khi các bạn muốn hiện lại thì các bạn chỉ cần mở word set lên và các bạn bật cái các bạn open cái cái sách space lên là xong thì mình lưu ý với bạn chút xíu nữa về kỹ thuật mà sử dụng cái file quật đó á là nếu mà các bạn đang vẽ những đối tượng không thuộc cái space chết tức là đối tượng mà các bạn muốn ẩn á thì các bạn cứ để quật mặc định là quật 1 một rồi các bạn cứ vẽ đối tượng nào thì mặc định nó nhảy quật đó ha còn trong trường hợp mà bạn đang mở cái thằng space trade này lên bạn đang mở cái quật space trade lên và bạn muốn là bạn vẽ những đối tượng mới thì nó sẽ nhảy vô cái quật space trade thì các bạn sẽ để cái các bạn sẽ để cái mặc định nó là space để khi mà các bạn vẽ mới á các bạn hiểu như thế này nè là nào đang đang hiện ở đây á thì các bạn vẽ đối tượng mới nó sẽ nhảy quật xét to cho nên các bạn chú ý là nếu mà các bạn muốn bật cái quật xét dàn không gian này lên và các bạn muốn là vẽ đối tượng mới mà nó nhảy vô cái dàn không gian á thì các bạn sẽ cần phải tiêu quật xét space và nếu mà không phải là vẽ dàn không gian mà vẽ những phần còn lại á tức là bạn đang tắt cái dàn không gian á thì các bạn để quật mặc định là quật xét một nó tương tự giống như là bạn nào mới dùng AutoCAD nó giống như cái phần layer AutoCAD vậy đó và trong trường hợp là nếu các bạn bị nhầm quật xét thì các bạn vẫn có thể làm giống như hồi nãy là bạn chọn một đối tượng và các bạn có thể chỉnh lại loại quật xét ở đây rồi cái cách làm là như vậy ha và sale file á sale file á thì các bạn sẽ bấm bấm xin các bạn không bấm sale này các bạn bấm sinh đây nè rồi như vậy là xong à, nó chỉ nó chỉ hơi khác chút xíu với chỗ quật xét thôi còn những cái thao tác là mở file rồi xin file thì nó tương tự như các bạn làm file standalone rồi đó là cái bài cái video hướng dẫn cái video mình hướng dẫn các bạn cách các bạn làm nhẹ file bằng cách là mình dùng một cái mẹo là dùng chức năng dùng cái công cụ quật xét của revit thì cái chức năng này nó sẽ chắc chắn nó làm cho tại vì khi mà các bạn dựng những cái file mà đặc biệt là file có vàng không gian đó, thì nếu các bạn không dùng chức năng này á thì máy mạnh cũng vậy máy yếu cũng vậy thì khi các bạn xoay đó, nó rất là lắc và mình vẽ rất là khó chịu thì mình dùng cách này thì mình có thể tiết kiệm được cái tài nguyên của máy mình và mình tiết kiệm được cái thời gian mình làm việc Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha Và hẹn à, hy vọng là mình nhận được nhiều cái sự đóng góp của các bạn Như cái video này thì cũng là mình làm từ một cái một cái thắc mắc của một bạn mà mình thấy nó hay Thì nếu các bạn có những cái thắc mắc thì các bạn cứ hỏi mình Và nếu mà mình thấy là đó là một cái thắc mắc mà nếu mình chia sẻ lại thì có ích cho mọi người Thì mình sẽ làm video à, Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha